Cậu nói xem bây giờ chúng ta nên đi đâu? Hả? Tôi đang hỏi cậu đấy. Bây giờ cậu muốn đi đâu? Sao tự nhiên anh lại cáu nhỉ? Mà tự nhiên lại rủ em đi chơi. Tôi muốn xin lỗi. Đã làm cậu bị đau. Anh bị điên à? Thế bây giờ cậu muốn đi đâu? Phố sách. Hả? Hả với hề cái gì? Em sắp đi học rồi thì cũng phải đi mua sách chứ. Tốt. Ít nhất cũng khiến tôi không còn cảm thấy cậu vô dụng như ngày trước nữa. Anh nói thế nghĩa là sao? Nghĩa là quyết định như vậy đi. Đến phố sách. Mà công việc tốt như vậy, tại sao cậu lại nghỉ? Kể từ lúc về đây cho đến giờ, tôi cũng chẳng tìm thấy manh mối nào cả. Chắc sắp tới tôi phải đi thôi. Xin lỗi vì tớ không giúp gì được cho cậu. Sao đấy? Ui, boss, ông boss của tớ. Boss nào? Ông boss ở chỗ làm ấy. Ông mà biết trong giờ làm việc, tớ đi chơi là chết chắc. Trời, mà mang người việc ở chỗ đó lâu rồi mà. Việc gì mà phải sợ thế nhở? Chờ sao ấy. Trời, thôi mình đi. Em à này, thầy cũng đang tìm việc làm đúng không? Xong đến chỗ ấy làm đi. Thật ra là tớ đã tìm được công việc rồi. Ôi thật á? Việc gì đấy? Nôm na thì giống như là người giúp việc ấy. Vấn đề là tên chủ nhà là một tên biến thái đáng ghét. Mà cứ nghĩ đến hắn là tớ lại sôi máu. Hắn đối xử tệ với cậu à? Còn hơn cả tệ ấy chứ. Tớ mà gặp hắn ở đây á, tớ sẽ đấm vỡ mồm hắn. Có chuyện gì đấy? Là tên chủ nhà đáng ghét đấy. Tại sao hắn lại ở đây được nhỉ? Nếu mà hắn đáng sợ như thế thì chẳng bằng cậu nghỉ việc luôn còn hơn. Nghỉ là nghỉ thế nào được? Mặc dù hắn ta là một tên biến thái đáng ghét, nhưng mà hắn ta trả lương rất là hậu hĩnh. Đừng nói là bắt nạt chứ, hơn thế nữa tớ cũng chịu. Chẳng hiểu cậu loại người gì luôn. Thôi đi.
sao vậy? Đến chứ? Đi qua bên kia đi. Còn đi mua sách học mà. Là sữa, không phải cà phê đâu. Tất cả những chuyện này cứ như là mơ vậy. Thật ra em cũng không biết thế này nghĩa là sao nữa. Hiện tại có thể là tôi ích kỷ, nhưng chỉ cần em tin tôi, chắc chắn sẽ đến lúc tôi nói cho em mọi chuyện. Nhưng không phải bây giờ. Tôi bây giờ anh Phong này, em đã bỏ lỡ nhiều thứ trong quá khứ của anh. Em thực sự muốn biết về nó. Giống như là em đã đánh mất thứ gì đấy rất là quan trọng vậy. Đúng không? Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh chỉ muốn em nhớ một điều, là anh không bao giờ muốn em buồn hay tổn thương. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh chỉ muốn em nhớ một điều, là anh không bao giờ muốn em buồn hay tổn thương. Hôm nay em sẽ chẳng mong chờ nhưng vẫn vẫn sáng mở. Alo. Alo, Vũ à? Sao mấy hôm nay cậu lại mất tích ấy? Mấy ngày hôm nay tôi có việc bận. Tôi muốn gặp cậu. Anh làm sao đấy? Cậu có thể ra đây một chút được không? Ở đâu? Công viên lần trước.
Xin lỗi, nhưng cậu có thể ở bên cạnh tôi được không? Thiên, tôi không biết anh đã phải trải qua chuyện gì, nhưng chỉ có cậu mới giúp được tôi thoát khỏi cơn ác mộng đó. Vũ, tôi cần cậu. Nghe này, anh đang trốn tránh điều gì đấy? Và anh có thực sự cần tôi hay không? Tôi không thể mãi mãi ở bên cạnh anh được, thế nên anh phải tự mình vượt qua nó. Với cả đối với tôi, anh vẫn luôn là một người bạn tốt. Tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ đó. Đừng đi. Tôi nghĩ là anh nên đi về thôi. Và suy nghĩ kỹ lại xem, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra cả. Chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt. Không! Anh Phong này, anh có thể nói cho em biết tất cả mọi chuyện được không?
Để mai đi, không phải mai em đi học tao.